chế nhạc hát chửi Bác Hồ. Tại vì sao mà tụi bay mà như thế? Chính tụi bay đang cai cú. Đang cai cú chị Nhiên tụi bay. Nhiên chào Phượng Nguyên. Chính tụi bao que tụi chúng em. Chính tụi ba que các em. Em đang trực tiếp đây. Em đang chửi bao que trực tiếp. Chính tụi bao que tụi bay á đang cay cú chị Nhiên. Đúng không? Em đang trực tiếp nha anh coi em đi đó, em đang trực tiếp em chửi bao que đây. Mấy anh mấy chị không? Bao que vô chửi hả? Rồi giả danh cờ đỏ nữa đúng không? Kích tướng đúng không? Làm cho chị mất lòng tin, chị bị suy sụp tinh thần đúng không? Các em á sai lầm chị rồi nha. Chị lì lắm. Ngày xưa má chị đẻ ngược, thấy không? Mẹ chị đẻ chị nghe chị Nhiên á đẻ ngược ra hai cái giò ra trước. Thấy không? Chị ở đời chị ngược lắm, chị cứng đầu lắm, cái đầu nó nằm ở dưới nó trên xuống không à, thấy không? Chui ra bằng hai cái chân. Mà đẻ nhanh lắm, với nó thông minh, nó đầu quăng qua chớp nữa, mỏ nhọn nữa. Không làm gì được nó đâu bao que ha. Nhào vô đi. Ấy, mở ra là lên cơn điên hả, giật gân hả, đi vô đây. Không? Cắt ghép clip của chị Nhiên hả, cưng cắt cưng đâu dễ ha. Tại sao các em qua nhà con tụi bao que em nè, Thành Nguyễn gì nè, mày nói với Di Trần hồi nãy á, tao đi vô nhà nó đó, kêu nó đừng có mở chặn tao ra. Thấy không? Chơi trò mà tao vô tao cộm tao nói gì đâu. Tao nói thấy chồng nó hát thì tao nói ha. Mày hát có cho mấy thằng Ngô Đình Diệm á với thằng Nguyễn Văn Thiệu á cho nó nghe đặng chi nó nhanh đi đầu thai sớm, đặng siêu đặng cho hồn của nó hồn siêu khách tán, đặng cho nó gì? Đặng cho nó nhanh đi đầu thai. Nghe không? Để không thôi nó cái hồn nó còn dắt dưỡng quá. Không nó pha nó kêu con cháu phá làng phá sớm hoài à. Rồi mất công bà con trong nước kêu ghiêu nó không đi đầu thai được nữa. Nó thành quỷ ma, quỷ đói á, rồi thiên hạ chữ rủa nó rồi chờ đánh nó nữa. Tụi bay biết không? Đấy. Nghe không? Nha. Đấy. À, tao nói với tụi ba que tụi bay biết. Tụi bay kêu con Di Trần, con Di Ni Trần á ha. Tao nãy vô nhà nó tao nói chuyện lịch sự lắm mà. Tao đâu có chửi bậy đâu, tao đâu có chửi tục đâu, tao có văn hóa lắm. Tao vô nhà nó tao sợ nó chặn lắm. Mà tao nói chuyện rất là lịch sự văn hóa. Tao nói nè, mày kêu chồng mày hát nhiều nhiều đi để cho mấy thằng mà chế độ mà Việt Nam Cộng Hòa nó chết á, nó chết siêu mồ lạc mã đó, nó hát nhiều lên. Đặng cho mấy thằng gì mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền cũ đó, chính quyền ngụy đó. Đấy, cho mấy thằng đó nó nghe chồng mày hát á, đặng chi cho nó nhanh siêu mồ lạc mã, cho nó nhanh đi đầu thai. Tao nói có nhiều đó mà cái con Si Ni chặn nó chặn tao đó. Tao nói cho ba que tụi bay biết. Thấy không? Chứ tao đâu có nói câu nào tục tiểu đâu, phải tao nói câu tục tiểu mà nó chặn tao không nói. Tao nói ba que tụi bay sợ Việt Cộng lắm. Yêu cầu mà Việt Cộng bất cứ là người nào mà lên đây là tụi bay nói Việt Cộng mới sợ chích con điểm mẹ baby về đặt hâm hù. Mày đặt hâm hù. Yêu cầu gặp cái mặt Việt Cộng vô thôi anh chị. Gặp mặt Việt Cộng vô mà mình còm thôi, mình còm lịch sự đó nha. Mà nó cũng hả chặn mình đó. Mình đi vô nhà nó mình sợ chặn lắm. Mình đâu có dám chửi. Chửi thì nó chặn lấy gì mình nghe. Mà mình xài Facebook chính không à. Đấy mình xài có ba cái Facebook mà. Đấy. Mà có cái chửi đâu. Mà vậy nỡ lòng nào mà nó chặn. Tao tại sao mà tụi bay sợ Việt Cộng dữ vậy ha? Tụi bay lên nhà con Si Ni Trần, tụi bay cái gì? Giả Bác Hồ. Rồi bay hát lên, tụi bay chế ba lời bài hát. Chi vậy? Hả?
Tụi bay làm vậy là sao mà tụi bay làm những điều đó, mà tại sao những người mà như tao lên đây chửi cái đám tụi bay mà tụi tao không chế nhạc được? Những cái bài nhạc đó là những người trong ná ở nước này á hả, chế cực kỳ là giỏi mà người ta không thèm chế. Tại vì sao? Tại vì tụi bay sợ, tụi bay sợ bị cộng chích con mẹ luôn hả, bay sợ ta anh em chúng tao lên đây chửi tụi mày vì chỗ đó đâu ai thèm chế nhạc chế nhiếu gì, không không thèm chế hết trơn á. Chính tụi mày sợ, sợ Việt Cộng nên chúng mày nè chế ảnh nè ha, chế bài hát nè, rồi cắt ghép clip người ta nè. Tại vì tụi chúng mày rất là sợ, không sợ lên đây những người ta nói lên sự thật tình hiện tình của đất nước ở trong nước đấy, lên đây phá tụi bay, bởi vì tụi bay không có được tuyên truyền sự thật cho những người dân quê người ta biết. Không, mà tao nói cho tụi bay biết, người dân quê bây giờ ai còn lạ gì với tụi bay nữa, không có ai lạ gì chứ, không có khùng điên gì nữa hết á. Ở quê mà con nít á có nhiều học lớp 5, lớp 6 mà nó còn biết đi kiếm tiền, nghỉ ngày chủ nhật nó còn kiếm tiền được ngày 100 mấy nữa bay, 180 số, ngày 120, 130 ngàn đấy. Tụi bay thấy không, nó còn đi kiếm được, nó kiếm cái khẩy móng tay thôi nó còn hả kiếm được 120, 130 ngàn mà tụi bay mơ. Tụi bay đâu có biết làm kiếm tiền, những đứa dân chủ trong nước á ngồi cái khử móng tay nè, trời ơi sao tôi khổ quá, tôi sợ quá này kia kia nọ, đất nước Việt Nam tụt hậu, đất nước Việt Nam bán rồi. Tại vì nó làm biếng, nó ngồi không á, nó ngồi không nó chờ sung rụng, mà ta nói tụi bay nó nằm ngửa mà chờ cái xí sung mà rụng vô họng nó cũng thôi, không rụng vô họng nó được đâu. Không, tụi bay thảy cái trái này lên đi, bay hả họng đi coi cái trái sung nó rớt vô họng bay không, chứ tụi bay kêu nằm ngửa nằm ta chờ nằm sung rụng nghe không, chứ cái nó nằm mơ, nó nằm mơ đến đổi hai cái clip của em, một cái clip ở trên kênh Giải Độc Chính Trị, rồi nó đầu nó chế tạo ra một cái clip đầu độc chính trị, một cái kênh á đầu độc chính trị trên YouTube, rồi một cái kênh á đấy, tụi bay mơ đến đổi gì đó hả. Mà ngộ lắm, khi mà tao mở diễn đàn ra là bao que nhào vô không à, tụi bay sợ tao đánh đổi là tụi bay cứ nhào vô ăn thịt tao, mà tao thấy tao tụi bay không ăn thịt tao được, mà càng ngày tao càng mập, tao càng ngày trắng da, không trắng da dài tóc, mặt mày hồng hào, tiền giàu như nước, tiền cửa trước vào cửa trước mà vàng vào cửa sau, nó không có lỗ kẻ nào mà lọt hết á, không tụi bay đừng có ghét tao nữa nghe không. Anh chị thấy không, rồi xong cái mấy đứa ba que nó lợi dụng cái đoạn clip mà nó cắt á, rồi cái những người mà hai mang á muốn dập cái tiếng nói em, cái họ chia sẻ lên đây thấy đột nhiên chửi cộng sản đây. Ôi chu cha ơi, tụi bay mơ tao đến chửi cộng sản hả? Tao nói cho tụi bay nghe nghe, tao từ cái nghèo á, tụi bay biết tao nghèo ở đâu không, tao nghèo từ cái nhà tao á mà hả lót bằng cái cộng bằng cái cây nga á, cây nga mà tụi bay biết không, cái cây nga nó giống cái cây mía lao á, anh chị biết cái cây nga không, bữa cây mía lao không đấy, nhà em từ gốc từ cái cây nga đó đó mà lót ở, rồi nấu cơm đâu có cà gàn đâu tụi bay, đâu có ông táo tụi bay, lấy ba cái cục đất mà ba cục đất sét cứng đó. Rồi ở đầu chụm ba cục đất để nồi cơm nó nấu, mà nấu khi tao nấu đâu phải được hột quẹt ra mà tao quẹt đâu tụi bay, tao quẹt bằng hột quẹt đá lửa, tao mỗi lần chờ mưa rồi nó ướt cái tay sao tao quẹt được, tao chà ở dưới bằng chân chích con đĩ mẹ luôn mới quẹt được có chậm lực đóng gom đấy. Tao nghèo từ cái đó tao, bởi vì tao trân trọng từ cái nghèo tao đi lên, mà tại sao tao đi chữ cộng sản tụi bay hả, tao làm bằng từ hai lòng bằng tay trắng của tao đi lên không, bởi vì tao lúc đó tao từ quý dùng tiền, tao từ quý công ăn việc làm, tao quý cái nhân cái nghĩa, tao từng trải qua bao nhiêu sóng gió rồi tụi bay ha. Rồi tao đi làm dâu làm con ta người ta, tao 17, 18 tuổi làm dâu làm con thế nào, tao nói tụi bay cái cực cái khổ nào tao cũng đã trải qua hết rồi. Bởi vì chỗ đó cái đại não tao, cái đầu tao nó không có còn lắc kêu nữa, không còn lắc kêu như dạng mà tụi bay mình đi lắc đá nữa đâu, không có phải gì bỏ đá chứ mà bỏ ba cái
ba cái xí muội vô tụi bay lắc rồi làm nước uống, tụi bay uống đâu mà bay tưởng là tao não tao là như vậy, nghe không? Không có đâu, đừng có tưởng tao vậy. Tao từ cái nghèo đi lên, tụi bay nên nhớ ha, từ cái nghèo mà từ ở thờ mà từ ban sơ, từ thời 2000 thời ấy 1900 hồi đó đó, tụi bay biết không, nghèo lắm đấy. Tao từng trân trọng, từng trân quý cái điều đó ha. Tao biết làm ăn mà, thấy không? Mắc cái gì tao đi bán rẻ danh dự đi nè, đời tao còn đời con tao nè. Tao đi bán danh dự tao 5-7 tỷ bạc đi, không? Tao lấy tiền 5-7 tỷ đi, rồi đời con tao làm sao? Không? Đời mẹ làm, đời con gánh lấy, rồi đời cháu gánh lấy. Mai mốt con tao nó đi vô vào công ty đi, nói ừ mẹ nhỏ này là phản động nè, mẹ nhỏ này bán nước nè, ha. Rồi chết mẹ con tao rồi, đi vô công ty tao đâu tin tưởng đâu. Gao nào thì sâu nấy, mẹ mày phản động, mẹ mày phản bội quê hương thì mày cũng vậy thôi. Rồi tới đời con cháu nữa đấy, tới đời con cháu nữa, đúng không? Đời con cháu là bà ngoại mày hồi đó, bà nội mày hồi đó là con phản động, rồi tội nghiệp cho đứa cháu tao không? Thấy không? Một người làm mà dẫn dắt tới mấy đời sao, tụi bay thấy không? Cũng như đời Ngô Thị Đình Diệm vậy, bây giờ đâu dám khoe, dám con, dám cháu, dám vợ nó lên. Đồng ta nói thời của ông bà mày ngày xưa là gì, làm giặt tay sai cho người ta. Tao nói tụi bay đi ra đường là bị kỳ thị, tao nói là có sự thật chứ không phải không có đâu đấy. Cũng như thấy không, tao nói ví dụ Hùng cho như vậy đó, tụi bay thấy không đấy, thấy không? Bắt đầu nó làm chặt với tao, tao chữ nó, bắt đầu tao chữ đem cha nó ra tao chữ. Tại vì sao? Thằng cha nó là thằng Mỹ đem về rồi đẻ nó, tao chữ người nào có người. Cái đầu tụi bay nói nè, nhiên đi chữ đám con lai, tới đám tụi bay rồi kéo vô cái bầy cái lũ vô chữ tao, thấy không? Tụi bay mượn cái cớ đó, đầu tụi bay làm gì, tụi bay chữ tao. Tao chữ người nào có người ha. Tụi mày ok Đình Phong hả? Lên không? Muốn gì mà hàng tao không dễ ha. Một cái clip á, tôi đội cái nón nằm trên kênh Di Đọc Chính Trị, còn anh chị em còn một cái clip nó cắt ghép ra ở bên kênh Đầu Đọc Chính Trị, rồi những cái tơ tay mà thành phần mà nó muốn dìm hàng tôi á, nó chia sẻ lên, nó nói tôi chửi cộng sản đó, rồi nó chia sẻ những cái clip người ta lên chửi tôi yêu đất nước gì mà những kẻ hai mang, những kẻ bao que nó muốn đánh phá tôi đấy. Chính con Di Như Trần hồi nãy nó nói đó, mấy con dư luận viên này nè, như tôi là những gọi là dư luận viên, bà mẹ ra trình độ mình nghèo chết mẹ, mình trình độ có lớp 5 mà quê mùa dốt nát mà nó gọi mình dư luận viên, mình có biết con mẹ gì đâu, biết cái gì lên nói cái nấy, chứ tôi có trình độ trình điếc gì đâu, tôi có nói chuyện, tôi có bài vở bài văn gì đâu ha. Mà nó nói tôi dư luận viên rồi sao nữa, rồi nó nói gì. À, 2 năm nay rồi nó nhồi sọ tôi hoài, mà nó nhồi sọ tôi không có vô. Nó nói với chồng nó hồi nãy vậy đó, chồng nó gọi bác Hồ mà nó đâu cho chồng gọi bác Hồ. Em lên hả? Ủa Bình Dương ơi, không có camera của em đổi đi cưng đấy, em đổi đi cái của em không có camera. Nhồi sọ rồi không bao giờ vô, sao vô được. Bây giờ nó thật sự nhà tôi á, nhà trên nhà dưới tài sản tôi có khoảng chừng 3 tỷ đâu lại đấy, tôi nói thật lòng. Mà bây giờ mày bán cái nhà mày tài sản hết 3 tỷ đi, tao bảo lãnh mẹ con mày đi qua Mỹ, tao cho mày thêm 100 tỷ nữa, coi tao có đi không. Không có đi qua Mỹ là đi như vậy à, lấy thêm thằng chồng nữa đi vô mua một chai thuốc, mua chai thuốc chuột đặng chi về giết thằng chồng mình cho chết đi, đặng coi thằng nào bên Mỹ đó đặng kết hôn với nó rồi đi. Chứ đi danh chính ngôn thuận mất cái gì mà đi bán danh dự như vậy, mà đi làm gì. Muôn đời sao người ta vẫn nói mày là gì, mày là cái con bán nước, con đầu tới cháu mình nó cũng vậy thôi. Đi tắt nha anh. Này em chỉnh máy không có camera hả? Có chứ nè, em mời anh được nè, chặn nó chặn em rồi anh chị rồi.
Ba Hòa Bình Chằn dưới em nãy gửi cho em có camera nè. Em bị chặn hết rồi, con Jenny nó chặn em lâu rồi. Thì cơ bản là em phát hiện ra cũng giống như chị rồi, có nghĩa là bây giờ nó thấy cộng sản là sợ lắm. Nên đâm ra là nó thấy cộng sản là nó bỏ chạy à, còn không thôi là nó chặn à. Em chào anh Vinh. Em chào các anh chị trên diễn đàn của chị Nhiên, chào anh Nhàn. Chặn rồi. Thì em chia sẻ thêm một cái thông tin này nữa, đúng không? Không phải là mình muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng mà làm ơn á, mấy ông ba que ơi, mấy ông ba que hãy nhìn kỹ diện chút một cái chi tiết này nữa nè. Ngày xưa các ông ba que, ông các ông nhớ kỹ rồi, thằng Mỹ nó tốt với mấy ông lắm, đúng không? Nó đâu, mấy ông ngày thời đó mấy ông lãnh lương bằng đô gì? Có phải là đô đỏ đúng không? Tiền đô đỏ đúng chưa? Đó, giờ nói ra cho các ông biết nữa đúng không? Một cái bàn cờ nó chơi, nó xem mấy ông chỉ là những con tốt thí mà thôi. Tiền nó in, nó cũng là in tiền đô đỏ nó đem, chứ nó đâu phải đô xanh. Đô xanh mới là tiền chính thống của Hoa Kỳ. Còn đô đỏ nó là tự nó in ra, đúng không các anh chị? Anh chị nào biết cái thông tin này thì em mới chia sẻ thêm, tại em cũng mới vừa biết được cái điều này. Đó, bây giờ nghĩ lại đi. Tiền mà nó tự động nó in qua, nó đưa cho mình xài, mình cứ nghĩ tiền đó là tiền ngon lắm, à, cuối cùng là tiền giấy thôi. Khi mà nó rút đi khỏi nước Việt Nam rồi là tiền đó thì nó chỉ đem đi làm giấy lộn thôi. Cưng biết ông Dương Văn Thả bị bắt rồi. Trời ơi, bắt rồi, nhiên. Siêu án hắn rồi, 12 năm tù, 3 năm trời chế, ơi. Cưng ơi. Anh Quốc Hòa ơi, nó lâu lắm rồi anh Quốc Hòa ơi. Bây giờ kể cả. À, nên năm dạ đúng rồi anh. Em thì anh thấy em rồi đó. Thật sự ra là đi những cái diễn đàn khác á, chào anh Hà Lê, thì em bắt đầu em mới gọi là những cái mà gọi là em chửi cho nó biết là mình cũng chửi, đúng không? Nhưng mà những cái gì mình muốn vẫn là cái như mình muốn chỉ họ hiểu được cho Việt Nam mình thôi. Không giúp được thì thôi, đừng có chống phá nữa. Chống phá không có được cái gì đâu. Đó, như anh hồi lúc nãy này lên diễn đàn Tân Thái, đúng không? tay chuột bạch, gọi là em kêu là con vẹt bạch đó. Lên nói như đúng con vẹt luôn, nói mà suy diễn ra giống như là như thế này thế kia. Ai suy diễn kiểu đó, ai suy diễn được, nhưng em suy diễn cũng được nữa mà. Em suy diễn là em nói thiệt, em suy diễn còn hơn nữa. Cháu chào chú, chào Trần Việt Thắng. Em còn suy diễn còn hơn ổng nữa, chứ không phải là suy diễn đó đâu. Mà mình phải biết mình suy diễn cái gì, suy diễn những gì nó đúng thực tế, chứ không phải suy diễn. Chào anh Hà Lê. Nó đang trực tiếp đó cưng. Dạ. Thì bây giờ biết đến biết thì cứ hỏi với đồng bào đi. Anh cho là một người cho là 5 ngàn, thì bây giờ tôi mua thanh sát của anh 5 ngàn đô đó. Ok. Bây giờ tôi đang được. Đang nói về chính nghĩa trong đó, có cái quy pháp trong đó. Và tôi là người tuy rằng ra đây cũng nhận 10 năm rồi, nhưng mà tôi hiểu được cái lòng dạ cái người Việt Nam đang muốn gì. Còn Jenny mới ra có 2 năm, 3 năm, Jenny không có hiểu được cái người trong 3 năm. Tại sao Sushi không có hiểu được cái người trong nước họ đang muốn gì? Mình đóng ăn cho tự do như Việt Nam thì mình phải hiểu cái lòng dân của người Việt Nam. Chứ không phải là... Em nghe nó nói không? Nghe em nghe chị. Đây. Nó nói vậy em nghĩ sao? Hôm nay người trong nước á, nó gắt là hẳn cái người cái chân chỗ nó là ở ta gì, ở người chân ở ngoài đó là cái chân chỗ gì ta, ở ngoài Quế, ngoài nhỏ này ở ngoài Quế người chân chỗ gì, bữa nó nói nè, ở ngoài Quảng Trị hả chị? Ở Quảng Trị nó nói là nó ghét người Quảng Trị, nó ghét người Quảng Trị, nó tất cả luôn, vì những người ngoài đó không còn tiếng người nữa. Em nói chị nghe, nói tới cái bà này á, thì em là hôm bữa em có nói rồi mà. Người ta nói là không sanh khó dưỡng,
không sanh có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng, đúng không chị? Làm người mình dù biết rằng là người ta không sanh ra mình nhưng người ta có công nuôi mình khôn lớn, thì cái ơn đó với cái ơn sanh ra nó cũng bằng nhau. Mà chị nghĩ thêm, một người vừa quay lưng với đất nước mình, đã từng sống trên đất nước Việt Nam này được tới hình như là ba mươi mấy tuổi mới đi ra nước ngoài, mà chị thấy mới đi ra chỉ 4 năm thôi, ba năm quay lưng lại nó 3 năm hả chị, đó quay lưng nói xấu Việt Nam, kể cả chửi là hết đồng bào mình, thì chị thấy những cái thành phần này là mà sao? trong khi đó hả, cái con này nó đi ra nó chửi ha, là anh chị em nó đều từ nó, mà rồi chồng nó có một đứa thằng chồng ở trong nước này rồi, có đứa con trong nước này rồi, cũng nói xấu nó lại luôn, từ bỏ nó luôn. Đó, mà trong khi đó mình không nghĩ ra. Bây giờ em nói giống như chị nói mới nãy, mình nói xong đây, sau này còn con mình, còn cháu mình nữa, đúng không chị? Bây giờ dù bây giờ như thế nào đi nữa, em nói chị, dù như mình nói nhỏ thôi, giống như cha mẹ mình đã sanh ra mình, dù có bị khùng, có bị điên gì cũng là cha mẹ của mình, đúng không chị? Còn bây giờ mình, cha mẹ sanh ra mình cho mình đi người khác rồi, thì bây giờ nhìn lại cha mẹ mình thì mình cũng mang cái ơn là người ta mang nặng đẻ đau đẻ mình ra. Còn cái người giờ mình nuôi mình khôn lớn thì khác rồi, thì mình nên nghĩ cho người ta cái ơn, chứ cần gì đâu mà phải quay lại nói những cái điều đó, mà những nói những cái điều không thực tế. Cái điều ở đây là không thực tế chứ phải chi, nói thực tế mình không Chị nói. nói em nhớ cái vụ này nè, cái em đừng nhớ vụ gì trơn, nhớ cái vụ mà nó đòi cái con nhỏ này, nó nói là 2017 là nó sẽ về lật đổ cộng sản, cái con Mimosa này nè, mà bây giờ em thấy là bây giờ tháng này tháng mấy rồi, năm này năm mấy rồi đấy. Rồi đợt đó là chị lên mạng á, năm 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 vừa rồi á, tụi nó đòi lật đổ đó, chị mới nói bây giờ mày lật được tao sẽ cho mày cái đầu mày cá liền với tao đó, rồi cũng xong rồi. Em nhớ cái vụ mà cái ca sĩ gì bữa hổm không, mà Trang Thanh Lan gì đó, anh nhớ không Trang Thanh Lan, đấy, Thanh Lan chị. mà cá mà nhà chị, nhà anh Bằng, nhà của anh Nghĩa ở ngoài Bắc luôn, 4 5 căn nhà ở thành phố quận 1 luôn, mà cá cho nó hết chỉ lấy 1 triệu bạc à. Đấy em thấy coi có nó dám cá không. Em nói chị nghe, riêng nói tới các bà Trang Thanh Lan, thấy người ta về Việt Nam, thấy mấy ca sĩ khác về được Việt Nam, mình về mình sợ cạnh tranh không lại, rồi bắt đầu đu qua bên những cái đài đó nói cho bỏ ghét thôi, thật sự cũng là một cái ganh tị thôi chị à. Hai nữa, Chứ còn bả hai nữa chị nói em nghe bả bây nè, giờ dạ rồi chị nói đi. đi mang tiếng đi Mỹ rồi, Đúng rồi chị Phượng, mình em đi chào chị đi Phượng. Mỹ mà lại nghèo hơn những người trong nước đi về thì khổ nhục quá đúng không? Đúng rồi chị. Rồi, bây giờ bà về nữa, bà ca ai ai nghe? Bây giờ bà về bà ca ai nghe? Chị nghĩ rồi, bà đó bà về bà ca ai nghe? Đó. Nên rồi bắt đầu cảm thấy bức xúc rồi lên nói cho cảm thấy cho nó gọi là đỡ bức xúc, cho đỡ quê vậy thôi. Chứ còn đó, giống như Thế Sơn á. Em nói thật chị, ngày trước Thế Sơn ở Việt Nam này ca người ta không muốn nghe rồi. Chẳng qua qua bên kia được Paris By Night người ta trọng dụng vô đó ca được chút xíu. Rồi bây giờ Paris By Night không có hợp đồng nữa, thì bây giờ đi theo đu theo cái bọn bao que xỏ lá kìa, nhìn cái mặt đó em á. Nên ở ở trên cái phương diện mà để mà mình nhìn nhận sự việc á, em nói thật chị, mình nói mình phải suy nghĩ, đúng không? Ngoài mọi cái vấn đề về chính trị mình không đủ trình đi, nhưng về nói về vấn đề xã hội, mình nói làm sao cho cảm thấy người ta nghe, người ta cảm thông được, chứ không phải nói mà theo cái kiểu đó. Hôm bữa chị thấy Mimosa nói không, gia đình tao ở quân khu 7, quân khu 9, quân khu 5 gì vậy, về đó thì giết hết tụi bay. Trời ơi, em nhìn cái mà em nói Mimosa cười nữa, muốn nói đó, té gia đình nó là cách mạng, giờ ghế. nó mượn, bây giờ tụi nó bây giờ lên 10 giả danh cách mạng nhiều lắm em. Bây giờ chửi là bây giờ lên bị mình vạch mặt, chị em mình vạch mặt nó, bây giờ nó phải giả danh nó là cộng sản, đặng chị nó chửi là đất nước. Đấy. Thì đợt hôm hổm em live stream em nói về cái gì á, nói họ có giấy tờ không, nó có bằng chứng, có bằng chứng, hẹn tới thứ bảy em chờ hoài tới nay chuồn luôn, đâu lên đâu nói có cái bằng chứng gì, nói Việt Nam bán nước cho Trung Quốc có giấy tờ. Em nói đâu giấy tờ đâu, em ra nói chuyện đi, rồi em hứa hứa đã rồi chạy. Chào Hà Nam đất mẹ, ai biết đâu đề ổng muốn ghét ổng ghét thôi, chứ giờ ông nói chuyện là một là ông tranh luận, mà ông tranh luận không có bằng chứng cụ thể thì anh cứ đổi bằng chứng hoài, ông ghét thôi chứ có gì đâu. Ông nói chuyện không thực tế. Xét về, nếu mà xét về mọi chuyện thì
đôi lúc em mới nói gì, nói thì đụng tới những các chú các bác mà thật sự những người đi lính Việt Nam Cộng Hòa thì tội nghiệp các chú các bác đó, nhưng những cái thành phần nó mượn cái lá cờ đó, mà cái lá cờ đó bây giờ nếu mà nói về cái lá cờ, em nói lá cờ mình phải công nhận lá cờ đó là từ thời vua Thành Thái, nhưng cái lá cờ người ta rất trong sạch và cái lá cờ đó là cái lá cờ chín chắn. Còn khi đi qua nhiều cái giai đoạn rồi đến lá cờ của đến của những ông Việt Nam Cộng Hòa đây thì nó chỉ chẳng nó chỉ cần mà là chỉ còn là cái miếng vải mà thôi. Chào anh Bạch đẹp trai, chào anh Thiếp Vi Chị nhớ cho em nghe đó. nè à, để chị đưa cái này cho em xem. Hồi xưa chị gửi cho em Hiếu, chị thấy gửi nè cho em xem. Bọn nó hả, Đúng bọn nó rồi. làm mấy cái trò rất là lố bịch, tưởng sao đi lại nghe chăng. Chỗ này chị chưa có gửi cho em, gửi cho Hiếu nè. Cha này mẹ ơi, ta nói cái clip này em thấy chưa? Em thấy rồi, chị coi đến gọn gần cuối nó mới vui. Cái đoạn mà đích vô rồi, cảnh sát nó vô rồi đó. Đó là đoạn cuối kìa mới vui. Coi đoạn cuối á. Động cơ là cứ nó cầm cái cờ đi xé đúng không? Dạ. Nó đâu dám đâu cảnh sát. Chào anh Minh không lo. Đâu đâu dám lại gần cảnh sát đâu. Đó Mấy để đứa nhờ à đợi của bạn. Dạ. tụi nó Bởi bởi căng em thế nói là khổ lắm. nè, nó cho nè, ra đi. Thay vì người ta làm một cái điều việc tốt đi. Đây nè, mấy ông sư á, mấy ông kêu cảnh sát lại, mấy ông sư lại tại lại chứ chữa cửa chùa quấy gói rồi kêu cảnh sát lại quậy Đó. đuổi đi nè. Đó. Rồi cứ nghĩ mình vậy là mình làm đúng, đúng không? Rồi cứ vậy đó, cứ xách cái lá cờ vàng đi hù người ta. Rồi cũng có một số thành phần dân trong nước nữa, gọi là có cái đầu Trời nhưng ơi cũng có biết suy đang nghĩ à. Đó tay này là gì gì tất vượng á chị, cái gì tất vượng á, nên có những em nói với chị là để có chị những cái lại thành cái phần mà clip mà chị đăng lên cho cả nhà xem. dân chủ cụi trong nước á, gọi là cũng không biết, nó thật họ cứ nghĩ là họ thông minh nhưng À, quá em ra cũng họ chả dạng có Hòa biết một Bình cái điều Trần gì. nên cảm ơn anh. Dạ anh Hòa Bình Trần, anh ngủ ngon nhé. Cái gì nó cũng vậy đúng không chị, mỗi thời kỳ. Bây giờ mình nhìn nhìn đi nhưng mình phải nhìn lại. Ví dụ chẳng hạn như bản thân mình có một cái oan ức gì nhưng mình đi, mình nhìn đi đi, nhìn lại mình cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ tạm ổn rồi thì thôi, đúng không? Bây giờ đem cái sự uất ức của ngày xưa đem ra cứ đem nó hoài là ai khổ, cuối cùng bản thân mình khổ thôi chứ ai khổ đúng không chị? Chị anh Lâm Nguyễn. Ông Đào Minh Quân hả, quên nữa, tổng thống Đào Tuột Quần hả, chuẩn bị đi về miền Nam hả. Chị với em chuẩn bị đi trốn nha. Ông Hòa Bình Trần nữa Đúng rồi. nè, ông ở miền Nam nè, ông chuẩn bị đi trốn nha. Cái tội của ông đưa lên trên mạng, ông khoe ở miền Nam bây giờ đẹp quá, bây giờ vô giành miền Nam lại đó cũng trong nữa. Bây giờ tại vì ngày xưa ở miền Nam toàn là nhà lá không, mà bây giờ toàn là miền Nam, bây giờ toàn nhà bằng nhà cao không, biệt thự không mà. Đấy, tại cái lỗi ông Hòa Bình Chằng với tôi khoe miền Nam đẹp quá. Đó, bây giờ nó về thì giành miền Nam đấy. Chuẩn bị đón thì đón ở đây. Nè. Nhưng mà bây giờ nhìn nhìn coi bây giờ Đào Minh Quân á, bị bao nhiêu người ta vạch mặt rồi đúng không? À, rồi có những cái thành phần họ sẽ tiếp tới họ là họ nói chung quay đi quẩn lại chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà những người khổ mình khổ nhất là những người trong nước nè. À, những người không trong nước hay nhìn thì không nhìn tới đâu mà cứ nghĩ rằng là gọi người ta đây là nhìn ra được hết. Thôi bây giờ vấn đề ví dụ như bây giờ em hỏi chị vấn đề Trịnh Xuân Thanh hay là ông Đinh La Thăng là bây giờ nhà nước đã đang xử lý rồi thì cần gì nói nữa đúng không? Có giỏi á, đi tìm những người mà bây giờ Đội mình dự nghi bị ngờ tham hả? nhũng đi tìm đi. Anh đội Anh ngồi đòi dự bị dự bị bắn nó súng ngắn hay súng dài dân nội. nè. Nào là theo nào là hiến pháp, nó lực pháp còn chưa nắm nữa đòi tới hiến pháp. Chào em Đạt.
chắc mai rồi nhà với con. Xin chào dâu tây ruột việt. Ngày xưa ở Sài Gòn Hòn Ngọc Diễn Đông của nó là nhà toàn là nhà cấp 4 không mà nó chèm ẹp không mà ha. Giỏi nhà nào mà cao lắm đẹp lắm là nhà 1 tấm 2 tấm thôi. U chung cha bây giờ nhà ở chỗ đó là nhiêu, tới 10 mấy tấm luôn rồi, 18 tầng luôn hả? Phải không Bình Dương, có cái nhà nào to bự đó? Có chị, cái tòa nhà là bây giờ là tòa nhà Bitexco, hồi đó là cao nhất Sài Gòn, thì bây giờ xuống rồi đang chờ cái landmark 81 của ngay chỗ gần dốc cầu Sài Gòn á, là bây giờ cao nhất Sài Gòn nó đứng thứ 10 trong cả thế giới này đó. Anh hôm nay anh bị trục trặc kỹ thuật Đạt ơi, nên cuối cùng không like được. Chào em. Chị em mình đi lên đây vì bờ sự bức xúc của tụi nó xúc phạm Bác Hồ, bôi nhọ đất nước, xuyên tạc tầm bậy tầm bạ, mình mới lên đây mình mới nói lại. Cái thật tâm chị em cũng chẳng hồi đó tới giờ chưa, không 2 năm đổ ra đây mình còn biết bao que. Anh đây này đang đâu thấy ra mà chưa? Không có biết bao que là gì đâu, mà cũng chẳng bao giờ biết thẳng thùng. Có 2 năm nay mình mới biết chứ, còn tụi nó thì bây giờ 43 năm mà nó biết 41 năm trước rồi. Đấy. Mà trong lòng tụi nó lúc nào cũng hận thù với đất nước hết. Sống mà để gây trong tim trong lúc nào cũng hận thù, lúc nào cũng người... Bây giờ là em hỏi anh Phan Hùng nè. Anh nói là tôi muốn tất cả các diễn đàn đều nói cất tiếng nói sự thật vì quê hương đất nước, thì đúng rồi, em đã nói anh rồi, trên cái diễn đàn em nói chuyện đúng không, tại sao các anh nói em là bưng bô hay là dư luận viên gì đó, thật sự em nói anh ạ, đất nước em nói đâu, nói đất nước Việt Nam còn nghèo, em thừa nhận điều đó, đất nước Việt Nam có tệ nạn xã hội, em thừa nhận anh điều đó, đất nước Việt Nam có tham nhũng, em thừa nhận anh điều đó, nhưng anh phải nhìn lại những cái gì đất nước Việt Nam phát triển, những gì mặt nào tích cực của đất nước Việt Nam anh phải thừa nhận chứ, đúng không? Còn ở những cái diễn đàn khác, tại sao những cái diễn đàn khác, ví dụ chẳng hạn các anh chị ở hải ngoại, tại sao không nhìn về Việt Nam một cái bằng một cái ánh mắt cảm thông, một cái ánh mắt chia sẻ, mà anh cần gì anh vạch lá tìm sâu để làm gì? Thì chính vì điều đó nó mới xảy ra có những cái cuộc gọi là lên mà gọi là chửi nhau, đúng không anh? Còn bây giờ ví dụ như các anh muốn chia sẻ thông tin về Việt Nam ở trong nước, sẵn sàng chia sẻ với anh, đúng không? Ví dụ anh lên anh Dương ơi, hôm nay nghe trong nước có một cái chuyện giật đồ như vậy thì nguyên nhân do như thế nào, thì Dương sẽ giải thích cho anh là cái đó là một cái tệ nạn xã hội và Việt Nam đang chống rất là mãnh liệt, đúng không? Rồi ví dụ chẳng hạn anh nói ví dụ như bây giờ tôi muốn về Việt Nam nhưng mà tôi thấy như vậy tôi sợ, và bạn có em có cảm em có cho anh một cái câu trả lời là đó là có phải là một cái trường hợp ngẫu nhiên hay là chuyện đó thường xảy ra trên, thì đó là một cái chia sẻ, đúng không? Còn lại không có. Anh các cả anh chị thấy cướp cái nói rồi Việt Nam toàn là cướp không thôi nên học thế về. Anh nhìn một sự việc nhưng anh đánh giá toàn đất nước Việt Nam đó. Đó là một cái nói cái vụ đúng cướp này nè, chị nói em nghe nè. Cướp ở Việt Nam như vậy còn cướp ở bên nước ngoài đó. Những người mà anh chị em cũng từng lên nói đó. Có tiền cũng đâu dám ở để ở nhà đâu. Cướp vô nó trắng lột đó là sao, lúc đó họ không bao giờ lên đây à, họ không nói. Còn là họ cứ chỉ cái về cái đất nước Việt Nam. Bây giờ đã qua 43 năm rồi đúng không? Bây giờ nó dám chắc luôn, dám hứa luôn chứ các ngài mà từng đi lên đây mà gọi là bao que mà đòi lật đổ cộng sản. Tôi hứa với các ngài tôi còn sống, năm nay tôi 41 tuổi đúng không? Tôi hứa với các ngài tôi cho thêm 30 năm nữa. 30 năm nữa các ngài không bao giờ lật được cộng sản này. Tại vì tôi nói là 3 năm, 30 năm nữa là tôi còn sống đó. Thấy tôi mà sống 80 tuổi cái với các ngoài 40 năm nữa ha. 40 năm nữa cũng chưa có lật đổ cộng sản, tôi sẽ các ngài này về lật đổ được, các ngài đi về lấy cái đầu tôi trước, tôi dưng cái đầu tôi trước cho các ngài. Còn các ngài mà lật không được làm ơn câm cái mỏ đi nha. Ngày xưa là đủ vũ khí luôn ha, vũ khí quân dụng tàu bè thuyền, ta nói tắt tằng tặc luôn mà không lật được. Bây giờ các ngài rồi lật là cái gì?